Xin chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay mời các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về một vấn đề quan trọng đối với trẻ nhỏ hiện nay, đó là nên để trẻ em đọc truyện chữ hay truyện tranh. Tôi đã từng nghe một câu danh ngôn về việc đọc truyện chữ hay còn gọi là đọc sách như sau: gặp một cuốn sách hay nên mua về, dù đọc được hay không đọc được, vì sớm muộn gì ta cũng cần đến nó. Các bậc phụ huynh đã chú ý về việc đọc sách cho con em mình ngay từ khi còn bé, bởi nó mang lại rất nhiều lợi ích cho các em. Nó giúp các em tiếp thu được các thông tin, kiến thức từ thế giới bên ngoài. Bên cạnh đó, các em còn được cải thiện các vốn từ ngữ, kỹ năng ngôn ngữ được phát triển. Theo các nghiên cứu cho thấy, việc đọc một cuốn sách thiếu nhi, các em sẽ được tiếp thu được lượng từ vựng nhiều hơn 50% là so với việc xem các chương trình TV. Truyện tranh cũng mang lại tác dụng không kém gì truyện chữ. Nó giúp các em được giáo dục về các kiến thức lịch sử, văn hóa, đạo đức, lối sống và thẩm mỹ. Đằng sau mỗi bức tranh là những câu chuyện thâm thúy, giáo dục nhân cách con người cho các em và được truyền tải một cách hết sức khéo léo và tế nhị. Qua đó, các em sẽ tiếp thu nhanh hơn và nhớ lâu hơn. Qua đây, ta có thể thấy truyện tranh và truyện chữ đều có những ưu điểm riêng biệt. Các bậc phụ huynh nên để cho các con em của mình được đọc cả hai loại truyện, có thể tiếp thu được những kiến thức hay, đáng để học tập. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.